Zebang Aviator size 624 mắt màu xanh dương nước biển, hiếm gặp mà vàng thập kỷ 1970 USA xưa. Biên neo này rất rõ ràng nhé. Mạ vàng nhé, có chữ biên neo nhé. Đỉnh cầu trên này, đây là Zebang US này. Tiếp theo thì sẽ là gầm cầu dưới nhé. Gầm cầu dưới đây là Zebang US size 624 này. Cái này mạ vàng nhé. Các bác lưu ý trước khi đi xem kính cổ đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ thì nên điện thoại trước cho em, tránh tình trạng là sót quá nhá. Đấy, và còn trắng muốt, trắng tinh tình tình hai bên. Các bác có điện thoại trước cho em để em liên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn và cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. À, đó là một trong những cái giá trị lớn nhất mà khi mua sắm đồ cổ xưa lâu năm, có các thương uy tín hơn 20 năm và số điện thoại cũng hơn 20 năm đã khẳng định là mình tên tuổi thương hiệu giá trị rồi, thì các bác cứ yên tâm, lúc nào cũng đảm bảo pháp nhân pháp lý. Zebang Aviator xanh dương. Vâng, rất cảm ơn xem video. Xin chào, hẹn gặp lại phía sau.